Tại Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện đa khoa nhi hàng đầu, nơi đồng hành cùng hệ thống nhi khoa trong cả nước thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Việt Nam với mục tiêu hướng đến các chuẩn mực quốc tế. Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực và có nhiều đóng góp cùng ngành y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em Việt Nam. Dám nghĩ, dám làm, chịu khó đúc rút kinh nghiệm và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thành công trong nhiều trường hợp bệnh khó, phức tạp. Bệnh viện cũng trở thành địa chỉ hiếm hoi được vinh danh với nhiều cái nhất và đầu tiên. Bệnh viện Nhi Trung ương là cơ sở nhi khoa đầu tiên ở Việt Nam tiến hành ghép thận cho trẻ em vào năm 2004. Đến nay, đã ghép được 26 trường hợp. Năm 2005, bệnh viện cũng tiến hành ghép gan cho bệnh nhi, số lượng đã ghép thành công đến nay là 14 trường hợp. Năm 2006, bắt đầu tiến hành ghép tủy xương và đã có 17 trường hợp ghép thành công. Trung tâm tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca phẫu thuật tim hở. Đây cũng là đơn vị duy nhất có thể tiến hành phẫu thuật thành công nhiều bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp. Bệnh viện đã mổ nội soi an toàn và thành công do các kỹ thuật nội soi robot trong điều trị các bệnh ở trẻ em. Trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, góp phần khẳng định năng lực, vị thế của các bác sĩ Việt Nam trong ngành ngoại nhi quốc tế. Là đơn vị tuyến cuối cùng tiếp nhận và xử trí các bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị từ tuyến dưới, nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tăng cường mở rộng nhiều đơn vị hồi sức cấp cứu, bao gồm hồi sức truyền nhiễm, hồi sức tim mạch, hồi sức hô hấp, nhằm mục đích phục vụ tốt hơn yêu cầu điều trị của bệnh nhân. Khoa thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn là đơn vị tiên phong và duy nhất ở Việt Nam đã hoàn thiện và tự làm chủ các kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp trong phẫu thuật động kinh. Bệnh viện là cơ sở đầu tiên ở Việt Nam phát hiện trên 50 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh và bệnh di truyền hiếm. Đơn vị tiên phong ứng dụng các thành tựu của hệ gen lâm sàng trong chẩn đoán. Hàng năm, bệnh viện đều thực hiện thường quy các kỹ thuật về lọc máu liên tục tại giường, màng trao đổi oxy ngoài cơ thể ECMO, cứu sống được nhiều người bệnh nguy kịch. Là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam triển khai chẩn đoán phân tử và điều trị enzyme thay thế cho các bệnh Pompe, Hurler và Hunter. Năm 2018 ghi dấu ấn, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có 5 khoa xét nghiệm đạt chứng chỉ ISO 15189. Labo di truyền sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm là một trong 2 phòng xét nghiệm khu vực phía Bắc đạt chuẩn của Bộ Y tế và có thẩm quyền công bố xác định nhiễm HIV ở trẻ em. Việc triển khai thành công các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn đã nâng tầm vị thế của bệnh viện, tạo tiền đề để bệnh viện phát triển lên một tầm cao mới. Thông qua đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm do Bộ Y tế thực hiện, kết quả chất lượng Bệnh viện Nhi Trung ương sau mỗi năm tăng lên rõ rệt. Cụ thể, năm 2016 đạt 3,45 điểm, năm 2017 đạt 4,01 điểm, năm 2018 đạt 4,25 điểm, điểm tối đa là 5. Kết quả này là bằng chứng ghi nhận thành quả miệt mài làm việc, phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong bệnh viện. Bằng những thành tích nổi bật trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam và nước ngoài tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, nhiều khoa, phòng được tặng thưởng huân chương bằng khen của Chính phủ và Bộ Y tế. Nhiều cá nhân được nhà nước tặng huân chương, chiến sĩ thi đua toàn quốc, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú. Niềm vinh dự cao nhất, bệnh viện được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
2005 và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới do nhà nước phong tặng năm 2008. Năm 2019, để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Bệnh viện Nhi Trung ương vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhì. 50 năm là hành trình không biết mệt mỏi của lớp lớp các thế hệ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Với nội lực, ý chí phấn đấu, đoàn kết thống nhất, không quản ngại khó khăn gian khổ, dám nghĩ, dám làm, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học vào chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khẳng định được vị thế của mình trong nền y học nước nhà, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em.